sẽ dẫn bạn tham gia chương trình AirDrop của tập càng data. Để khi tham gia chương trình AirDrop, các bạn click phần link mô tả, bấm nút tốt để chat chatbot con này. Rồi con này từ Busimbot các bạn, các bạn click vào Busimbot. Rồi các bạn bấm nút ta. Khoan, cái này đem lướt xuống để mình tìm cái dự án mình đang làm các bạn. Qua trời mình tham gia Busimbot nhiều. Rồi chờ chút nha các bạn. Nó không nói luôn. Chụp lượng bạn dạy chút các bạn. Nghe không biết đường cắt luôn. Mày giờ giúp không? Thằng giao giữ cái tờ. Con này nè các bạn. Sau khi từ cái mod data nè. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào đây lấy liên giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút ta tiếp nha các bạn. Black. Bấm nút ta. Rồi các bạn join vào kênh group nha các bạn. Telegram group để nhận 5 token. Rồi các bạn bấm vào AstaPT. Chưa đăng lót các bạn. Bot. Rồi các bạn bấm vào Star AstaPT nè. Mấy này rất là dễ các bạn. Không có gì khó nha các bạn, join vào. Tại cái máy mình lót chậm quá, mình khó làm quá. Rồi các bạn ghi lại cái username Telegram của mình nha các bạn. Cộng. Các bạn vào setting copy cái username Telegram của mình 0329931577 0329931577. Rồi các bạn gỡ nha các bạn. Cơm lách. Tắt cơm lách. Rồi các bạn làm tiếp nhiệm vụ nha các bạn. Bot beat you your dot 5 token. Rồi các bạn sẽ start VT tiếp nha các bạn. Đánh giá cho nó 5 sao. Này gì chơi. Rồi cái này. Nó kêu gợi hình con chó. Sao ai không gợi hình con chó không trời. Thôi này mình không gỡ đâu. 5 token Black. Bot and you wish. Nó cần kỹ chứ. Rồi các bạn thoát ra đi các bạn. Rồi ghi lại username Telegram các bạn. Nó kêu mình unfollow. Rồi các bạn cứ ghi vào cái username Telegram mình đi. Anh 0329931577 0329931577. Các bạn gỡ đi. Rồi các bạn follow Facebook, follow và Twitter nữa các bạn, follow theo word của nó. Rồi bạn bấm vào AstaPT.
bạn chạy chút nha bạn. Kèo này hơi cũng hơi khó làm nên mình làm nó hơi mất thời gian cho các bạn chút. Kèo nào dễ làm là mình rớp đảng rồi. Tại nhiều bạn chưa làm quen với con bu simbot nào, các bạn like cho nó cái không ạ. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn tự quýt nó một bài đi. Bạn test lại các bạn. Để mình lưu cái con chó này lại có gì gỡ ảnh cho nó. Rồi các bạn thoát ăn các bạn. Follow theo word. Retro and butterfly ten you theo word. Rồi các bạn ghi lại username theo word của mình, các bạn vào trang cá nhân theo word của mình các bạn. Bạn copy username VNN9. Rồi các bạn gỡ. Rồi các bạn follow Facebook nha bạn. Rồi các bạn tiếp tục bấm Start. Rồi các bạn like với nó bài cái là được các bạn ơi. Rồi bạn bấm nút đăng ký luôn nha các bạn. Chết mẹ, nó kêu mình delete tơ. Rồi các bạn bấm vào delete tơ nha các bạn. Pet name, dad name, bắt buộc sẽ nhận bắt buộc. Rồi các bạn đăng ký một cái dog data luôn nha bạn. Khỏi tải app. Rồi các bạn. Rồi trong quốc gia Việt Nam nha bạn. Này bỏ đi. Thôi cái này để hồi mình tải app làm sao các bạn ơi. Mình bỏ đi. Rồi các bạn ghi lại cái username Facebook của mình nha bạn. Để mình trở về mình lấy cái username Facebook của mình các bạn ơi. Đã thích rồi nè. Rồi các bạn bạn thoát ra đi. Các bạn vào mở Facebook mình lên nha các bạn. Các bạn vào ba chú gạch nè. Đây là một chia sẻ. Các bạn copy cái đường link Facebook của mình, profile của mình các bạn. Các bạn nào chưa có, bạn nào chưa cài username thì vào setting cài lại username Facebook của mình các bạn. Rồi các bạn mở bot lên nè. Thằng bắt dạng các bạn. Dán vào. Rồi các bạn bỏ từ dấu gạch này các bạn. Đấy vô bu 2233 các bạn gỡ các bạn. Chết mẹ, tiếp tục chứ. Bà nậu nó thứ hai lần. Cái đầu không biết. Rồi
hai các bạn em coi follow Facebook được ta. Rồi các bạn lấy link ghép với xem mà các bạn làm tiếp nha các bạn. Follow upvote retweet 5 bot. Này gọi như xem. Rồi các bạn vào đây tải cái nó đánh giá cho nó 5 sao nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email lên cho nó nha các bạn. Ta PT. À, con này thiệt tình khó quá. Lâm cộng làm cho điện thoại Lâm cộng quá. Get it. Rồi các bạn con này hai mấy đô các bạn cố gắng làm các bạn thì cứ làm theo nó hoài như vậy. Bà nào follow cái tít ghi là username nó tít tại tao đủ follow cái tít bà nào bà nội trong cá cái tôi ghét nhất thằng âm binh này đấy, mẹ đã đập nó một cái mình đã có tài khoản rồi mà sao kỹ cho trời vô rồi các bạn vô rồi trời ơi tại mới vô cái chưa follow nữa vô cái trời làm video 30 phút nửa tiếng ra lại thôi ra lại vô lại bà nội nhà sao bị phai quá giúp cô yêu Thank you.
các bạn ghi vào cái username sẽ biết rồi các bạn làm tiếp nhiệm vụ đó là các bạn tải app cho nó, năm sau rồi bạn điền địa chỉ với xe 20 của mình vào là gọi nha các bạn. Vậy bây giờ mình kết thúc nha các bạn, để mình xử lý cái phần này coi. Khùng mẹ nó. Vậy vô nhiều cái mà không còn tích follow đó cái. Chọn quét cho mấy tính thử. Không được mới sợ. Bú sáp hoài. Chạy cho máy tính vô được các bạn ơi, nó hỗ trợ cho máy tính đồ có cách chơi với mày chứ. Với cái chim cơm nè, rồi các bạn vô nhau nha các bạn đó, các bạn follow nha các bạn, bấm follow nè đó. Nãy giờ có nhiêu đi mà bấm follow nha các bạn. Rồi ấp follow. Rồi bạn join vào đây. Chẳng đi. Chết mẹ, không biết cái username của mình là gì luôn. Rồi các bạn nhắc vào trang đồ ngự của mình nha các bạn. Nó dài chặn cái nhân đồ ngự của mình. Đâu không mặt trời. Username mình đâu trời. Username nè. Anh 32. Báo thấy. Mình nhận giúp anh 3299. Anh thật hạng là trời, username ngu trời. Ở đây nhiều gì cơ. Làm video 30 phút thôi các bạn ơi. Anh đây là cái username mình lại làm tắt không được luôn. Username setting. Mình không biết cài username chưa nữa. Bởi đồ file nữa sao. Username mình nè các bạn. Anh 352 anh 352
99 31 577. Gọi các bạn chuyện lại. Rồi các bạn đi danh nha các bạn. Ba năm hai chín chín ba một năm bảy bảy ba năm hai chín chín ba một năm bảy bảy gỡ. Rồi các bạn tải app về iOS to các bạn. Rồi các bạn bấm vào này, nó kêu mình lên Google tải nè, rồi verify mail, rồi bắt địa chỉ mail vào đây. Rồi bạn bấm Activity. Quá nổi, cái bu simbot này nó khó. Rồi các bạn chọn Google Play nha các bạn. Rồi các bạn cài đặt nha các bạn. Để cài đặt này mình trở về con bu simbot này nha các bạn. Rồi các bạn về chờ chút nha các bạn. Bạn chờ chút nha bạn, đang tải các bạn ơi. Rồi các bạn xuống đánh giá cho nó 5 sao nha bạn. Các bạn nhập một cái trải nghiệm, nhập cái bình luận good. Good là hay, good morning, good chậu, good app. Làm sao? Đăng. Rồi các bạn đăng nghe quá. Rồi các bạn mở lên đăng ký một cái tài khoản các bạn. Các bạn mở lên đó data các bạn đăng ký một cái tài khoản nè, vào mail confit nè. Cho phép nè. Mẹ mấy thằng nước ngoài phải chó chứ các bạn. Rồi các bạn bấm register này, email đi. Email bắt buộc. Thôi đi mình đâu các bạn log in trên mạng Facebook. Không được các bạn. Sao cả đây ui. Các bạn lắp game bằng Facebook nữa. Ê, gồ cái mèo chứ. Ghi cái xe email. Anh nhân quần. Password là anh
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8. Rồi bạn bấm vào vị trí tên các bạn. Xin nấp bò vô phê mà cầm phim lên. Rồi bạn mở mail ra các bạn. Chờ cho anh con số 02 để yêu em mang lấy một cái thằng màn hình chạy tàu đó. Ồ, bọn các bạn bỏ tiếng ra lấy 23 đô, bạn xem video nữa tiếng, làm nữa tiếng. Các bạn ủng hộ mình, các ủng hộ mình cái tiền kim nào và kim dài trăm đô vừa đánh mất viên các bạn ơi. Mệt quá, kiếm tiền phi này mệt quá. Nhà đó ra ta nè, đóng viên nè. Dạ cửa mẹ đây xa quá. Rồi các bạn bấm cơm fit mail nè. Tới đâu thì tới. Các bạn chờ mình chút, mình đi tắm chút xíu mình làm tiếp nha các bạn. Rồi vì là rồi các bạn vào là mở cái app ra lắp nghiêm vào các bạn. Mình đã cầm fit mail mà. Login cho chắc các bạn ơi. Rồi các bạn login. Ừ, các bạn bỏ các bạn. Để coi giao diện nó chút đi. Thôi lâu. Follow là gì chả? No, not follow. Rồi, đừng coi cái này thứ gì đó. Thứ bảy, thứ hai, thứ ba, thứ nhất gì? Tài khoản sang cái nhân mình đã không biết luôn. Rồi các bạn bỏ đây các bạn, mình qua trở về mua support làm cho mau các bạn. Tức là video này cần tiếng cử vừa bụng. Rồi các bạn bắt địa chỉ email cho nó nha các bạn. Anh Nhân Quỳnh. Rồi bạn gửi nha các bạn. Cơm lách. Enter dot data. Rồi các bạn làm tiếp là bắt địa chỉ rồi các bạn bắt địa chỉ với Ethereum nữa bạn. In US VHN. Các bạn mở giấy ra nè. Các bạn lấy chút wallet nghe không? Làm đúng nửa tiếng nghỉ. Các bạn sao chép nghe không? Em chép của mình nè. Bạn chạy về em bút xin bót nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ ETH nhau không ạ? Nên gửi nghe không? Cơm lách. Rồi mình đã nhận được 34 token có cái hiệu là ETHBN nha các bạn. Các bạn gì lấy liên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token nha các bạn. Join Telegram 5 view cái này thứ gì sao
này đâu có cái nào đâu mà vậy. Mình chào tạm biệt, video mình kết thúc nha các bạn. Mình thấy lên ghép rồi. Lên ghép của mình nha các bạn.